Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng không có tự tánh. Này thiện hiện vì mười lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng tự tánh không hòa hợp. Nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả không có tự tánh này thiện hiện vì đại từ đại bi đại hỷ đại xả tự tánh không hòa hợp nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà pháp không quên mất tánh luôn luôn xả không có tự tánh này thiện hiện vì pháp không quên mất tánh luôn luôn xả tự tánh không hòa hợp nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà trí nhất thiết trí đạo tướng không có tự tánh? Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí đạo tướng tự tánh không hòa hợp, nếu Pháp nào tự tánh không hòa hợp, thì Pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà loại mắt thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm không có tự tánh? này thiện hiện vì loại mắt thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm tự tánh không hòa hợp nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh bạch thế tôn vì nhân duyên gì mà phép thần thông thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu không có tự tánh này thiện hiện vì phép thần thông thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu tự tánh không hòa hợp nếu pháp nào tự tánh không hòa hợp thì Pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà cảnh giới hữu vi, cảnh giới vô vi không có tự tánh này thiện hiện vì cảnh giới hữu vi, cảnh giới vô vi tự tánh không hòa hợp. Nếu Pháp nào tự tánh không hòa hợp thì Pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Này thiện hiện do nhân duyên ấy, các đại Bồ Tát nên biết tất cả Pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh. Hết quyển thứ 364